Thử thách một ngày ăn toàn màu nâu. Xin chào mọi người, lại là Putan gì đây? Đầu tiên sáng ngủ dậy mình phải quấn ngay cái tóc lên. À thì là mình bôi thuốc ở cổ nên phải buộc lên, không là tóc nó dính hết vào thuốc đó à. Trộm vía là con kiến ba khoang, nó không đốt vào mặt mình chứ mà vết con này nó đốt thì đúng là đủ combo, vừa lọt vừa ngứa vừa rát. Xong rồi là mình ăn sáng bằng một em bông lan cacao ngay vào luôn. Em này được cái cốt bánh mềm thôi, thêm cái phần nhân kem bên trong ngọt vừa phải. Anh ơi, ăn cứ phải gọi là đưa mồm phết. Nhưng mà nói nhỏ là ăn hết một cái này là hơi béo đấy, cơ mà đang ở nhà thì lại tiện đường quay yêu mò. Thế là mình lại phải quất thêm mấy em sushi màu nâu luôn. Ý xải, tuy là vừa ăn bánh xong nhưng mà mình lại phải ghé vào hàng bài múc thêm đôi bài em màu nâu về tích chữ thôi nè. Mà chợt nhận ra ăn bánh ngọt hơi nhiều nên là mình chuyển qua ăn một que kem tươi sô cô la màu nâu luôn. Tuy là em nó chỉ có giá 8k nhưng mà chất kem mịn mịn béo béo, thêm nữa là ăn không hề thể có dăm đá đâu nha. Còn đây là một nhân vật màu nâu đi cùng năm tháng, dù là giờ có nhiều vị mới nhưng mà em màu nâu này vẫn cứ là một huyền thoại. Sang đến phần đồ uống thì mình thấy đồ uống màu nâu thì cứ phải gọi là siêu nhiều loại. Cơ mà với các loại đồ uống made in Việt Nam thì cà phê Việt Nam đúng là đỉnh của chóp luôn. Cốc cà phê latte này thì thơm đậm đà, thêm viên đá vào là chẳng khác gì ngoài tiệm ký là một hụm. Rồi xin mời thử thách tiếp theo.